học trò. Ngày là bánh chưng từ tay mẹ gửi gối gửi cho con. Này là áo len bao nhiêu niềm đau em ơi em đây. Ngày em gửi ra tới chiến trường mang chút tình hậu phương thương mẹ. Đọc lá thư đường chờ tha thiết dân chỉ học trò. Nhìn cặp bánh chưng mà lòng buồn thương nhớ mẹ xa xôi. Mang vào áo đen sao tôi nghe như cháu đang về trên khắp đất trời, nhưng tất cả chúng là ở đây. Xin cảm ơn người, cảm ơn ai đã đem chúng về.